Bismillah, walhamdulillah, giáo luật Việt chùi lên vớ chân. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi, mà Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi. Ngài chỉ muốn hoàn tất ân huệ của Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân. Chính vì lòng thương xót của Allah tối cao đối với các tôi tớ của Ngài mà Ngài đã cho phép họ lao lên vớ chân sau khi đã lấy wudu. Thay vì rửa chân thì chỉ cần lao một lần lên lưng vớ của hai bàn chân, tay phải lao chân phải và tay trái lao chân trái. Sau khi thấm nước ướt cả hai bàn tay, bắt đầu lao từ đầu ngón chân cho đến cẳng chân. Có thể dùng hai tay lao cùng một lúc, hoặc có thể lao tay phải bằng chân phải trước, sau đó lao chân trái bằng tay trái. Thời gian được phép lao lên vớ đó là một ngày và một đêm, tức 24 giờ đối với người đang ở tại địa phương, và 3 ngày 3 đêm tức 72 giờ đối với người đi đường. Thời gian được tính là ngay ở lần lao đầu tiên sau khi đã hư wudu. Thí dụ, một người lấy wudu vào lúc Salat Fajr và mang vớ vào sau đó. Sau Salat thì người này hư wudu của mình lúc 9 giờ sáng. Cho đến 12 giờ trưa, người này mới lấy wudu lại để Salat và lao lên vớ. Thì thời gian được tính lúc này là lúc 12 giờ trưa, chứ không phải là lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên, chỉ được phép lao lên vớ trong trường hợp bị tiểu hadith như tiểu, xì hơi và đại tiện. Còn chỉ bị đại hadith như xuất tinh là cần phải tắm toàn thân. Trường hợp ai cởi vớ ra là ngay lập tức thời gian lao lên vớ đã hết. Và wudu vẫn còn hiệu lực cho người đó cho đến khi xảy ra điều làm hư wudu. Lúc này nếu muốn lao lên vớ trở lại thì cần phải lấy wudu đàng hoàng và đầy đủ, gồm cả việc rửa cả hai bàn chân. Sau đó mới áp dụng lên cách lao lên vớ như các điều kiện đã nêu ở trên. Wallahu a'lam.